Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Đức Giêsu và các môn đệ lại vào Jerusalem. Đang khi người đi lại trong đền thờ thì các thượng tế, kinh sư và kỳ mục đến cùng người và hỏi: Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy, hay ai đã cho ông quyền làm các điều ấy? Đức Giêsu đáp: Tôi chỉ xin hỏi các ông một điều thôi, các ông trả lời đi, rồi tôi sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy. Vậy phép rửa của ông Gioan là do trời hay do người ta? Các ông trả lời cho tôi đi. Họ bàn với nhau: Nếu mình nói do trời thì ông ấy sẽ vặn lại, thế sao các ông lại không tin ông ấy? Nhưng chẳng lẽ mình nói do người ta? Họ sợ dân chúng vì ai nấy đều cho ông Gioan là một ngôn sứ. Họ mới trả lời Đức Giêsu: Chúng tôi không biết. Đức Giêsu liền bảo họ: Tôi cũng vậy, tôi cũng không nói cho các ông là tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, Chúa Giêsu vào đền thờ thấy dân chúng buôn bán, rồi Ngài đặt đổ đuổi chúng ra khỏi đền thờ. Rồi những người trong hội đường, trong đền thờ đó là các toàn là những kinh sư, luật sĩ, và chất vấn Chúa Giêsu: Ông lấy cái quyền nào? Và khi mà nói như thế vậy, Chúa Giêsu trả lời rằng: Tôi lấy quyền của Thiên Chúa, thì chắc chắn Chúa sẽ bị chết ngay lúc đó. Và nếu mà Chúa nói rằng là tôi lấy quyền riêng của tôi thì chỉ là một người vô danh tiểu tốt, thì chắc chắn dân chúng nó cũng tìm cách nó sát hại. Cho nên Chúa biết đặt ngược lại. Vậy thì tôi hỏi cho các ông biết, vậy thì cái phép rửa của ông Gioan là do trời hay do người đời? Và lúc đó nếu người ta trả lời là do trời thì tại sao ông không tin, các ông không tin ông Gioan? Mà nếu mà do người đời thì chắc chắn là ông này, họ sẽ sợ người dân chúng sẽ tấn công, cho nên họ bảo là tôi không biết. Một tình thế, một công việc, một sự việc mà đặt ra để gài bẫy Chúa, nhưng mà cuối cùng Chúa cũng dùng cái bẫy đó để đặt lại vấn đề, thì họ lại bị mắc bẫy chính cái điều mà mình đã đưa ra, và cuối cùng mình bị mắc bẫy. Như thế cho chúng ta thấy được rằng sống trên đời này chúng ta phải có một cái sự khôn ngoan. Trong bài đọc 1 chúng ta thấy: Nhờ cái đức khôn ngoan đó tôi tìm kiếm được mọi sự, và qua cái đức khôn ngoan đó cuộc đời của tôi gặp gỡ được sự bình an và tất cả mọi sự. Trần gian này chúng ta thấy mình đã giỏi thì có người giỏi hơn mình, mà mình mà ma le thì có nhiều người nó còn quỷ quyệt hơn nữa. Cho nên Khổng Tử có nói rằng biết mà sống thì đó là cái điều rất tốt. Còn lúc nào cũng cho mình là một người tài giỏi, một người tài ba, cái gì cũng biết, và từ đó dẫn đến vấn đề kiêu ngạo, và chúng ta không nhìn ra được cái sự quan phẩm của Thiên Chúa, và chúng ta chỉ làm theo cái bản năng của con người. Nhưng mà đằng sau đó, bên kia đó, nhiều người còn giỏi hơn mình nữa. Có một người chơi cờ rất giỏi, và ông ấy làm một cái bảng treo ở trước cửa nhà: đệ nhất kỳ thủ. Mà lúc đó thì có một người vị khách tới chê cờ, và ông nói rằng nếu ông thắng tôi sẽ trả cho ông 100 đồng, nếu ông thua ông đưa con ngựa cho tôi thôi, con ngựa thì chừng mấy chục đồng. Được. Sau khi chơi thì ông khách này ông thua, thế là phải mất con ngựa. Ông bảo thì ông đừng có bán, để tôi về tôi kiếm tiền rồi tôi đến tôi chuộc lại con ngựa nha. Được. 2 tuần sau thì ông này ông quay trở lại, ông đánh cờ tiếp, ông thắng, thế ông lấy lại được con ngựa. Thế cái anh kia anh bảo lúc trước sao ông thua tôi mà bây giờ ông lại thắng tôi,
có gì đâu, cách đây 2 tuần tôi đi công việc, không có ai chăm lo cái con ngựa này, tôi nhờ ông chăm giùm đấy mà. Chúng ta thấy, mình tưởng rằng là mình giỏi, nhưng mà có người giỏi hơn. Những người Pharisêu, những người luật sĩ này chúng ta thấy cũng vậy. Hôm nay giáo hội mừng lễ Thánh Longa Carolo Colanga. Trong cái thời lúc bấy giờ, vào mùng 6 tháng Giêng năm 1887, các vị truyền giáo đến Uganda, nhiều người theo Chúa lắm. Và cái việc truyền giáo của các ngài rất là phấn khởi. Rồi có một vị quan tâu với vua rằng những người công giáo này đang có ý định là chiếm ngôi vua. Và từ đó bắt đầu vua bắt đầu sát hại, và sát hại tất cả những người đi theo Chúa. Và trong đó thì có Carolo Luanga, là người rất can đảm và củng cố đức tin cho các bạn mình, và trước khi chết còn rửa tội cho 4 người nữa cơ. Và cuối cùng các ngài đã đưa vào cái rọ mây và bị thiêu sống, nhưng các ngài vẫn cất tiếng đọc kinh lạy Cha, và qua đó các ngài đã hưởng niềm vui nước trời. Xin Thánh Carolo và các bạn từ đạo cầu nguyện cho mỗi người chúng ta biết sống đức tin, sống sự khôn ngoan của Chúa, và luôn luôn có cái sự khiêm nhường. Xin Chúa chúc lành cho mỗi người chúng con. Amen.